Tiếp nối chương trình trên kênh Tâm Thức Việt TTV, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài chính luận của tác giả Trần Trung Đạo với tựa đề Bàn rộng về quan điểm phò Nga tại Việt Nam. Lý trí, trong một cách dễ hiểu, là khả năng của ý thức để thu nhận, hiểu, phân tích và phán đoán một sự kiện của mỗi người. Những người có phán đoán giống nhau tạo nên một thành phần trong xã hội. Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga và Cộng hòa Ukraine tạo ra ít nhất hai thành phần, ủng hộ Nga hay ủng hộ Ukraine trong xã hội Việt Nam. Tại cấp chính phủ, sự ủng hộ dành cho Ukraine chiếm phần đông trên thế giới. Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, khuyến nghị Liên Hiệp Quốc ủng hộ Ukraine đòi Nga rút ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện tất cả các lực lượng quân sự của mình khỏi lãnh thổ Ukraine trong các biên giới được quốc tế công nhận ngày 2 tháng 3 năm 2022 do 96 quốc gia bảo trợ, thì có 141 nước ủng hộ Ukraine, 5 nước ủng hộ Nga và 35 nước vắng mặt. Nếu không tính Nga và vệ tinh Belarus, thì chỉ có 3 nước ủng hộ thôi, đó là Bắc Hàn ở Á Châu và một Bắc Hàn ở Phi Châu là Eritrea và một bệnh nhân đang thở bằng dưỡng khí Nga tên là Bashar al-Assad ở Syria. Cộng sản Việt Nam vắng mặt. Cộng sản Việt Nam vắng mặt và điều này cũng không khó hiểu. Cộng sản Việt Nam vắng mặt theo Trung Cộng. Về mặt cơ chế chính trị, hệ thống lý luận, nền tảng tư tưởng và một phần lớn nền kinh tế, Cộng sản Việt Nam đã bị Phần Lan hóa bởi Trung Cộng qua Mật ước Thành Đô ký ngày 4 tháng 9 năm 1990 và được chính thức đánh dấu sau khi quan hệ giữa hai nước Cộng sản được tái lập vào ngày 7 tháng 11 năm 1991. Khi cơ chế chính trị Liên Xô lung lay tận gốc, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phải đích thân sang Trung Cộng cầu cứu, mặc dù trước đó không lâu, Trung Cộng đã chiếm Gạc Ma và tàn sát 64 binh sĩ của Cộng sản Việt Nam. Phần Lan hóa là gì? Phần Lan hóa, để trở nên Phần Lan, là một khái niệm chính trị để chỉ ảnh hưởng của một cường quốc trên các chính sách đối nội, đối ngoại và quốc phòng của một quốc gia láng giềng nhỏ bị cô lập, không phải là thành viên của một liên minh quân sự và không nhận được sự bảo vệ của các cường quốc. Khái niệm này bắt nguồn từ chính sách của chính phủ Phần Lan chấp nhận không đi ngược lại các chính sách của Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh từ năm 1947 đến năm 1990 nhằm mục đích duy trì chủ quyền đất nước. Từ khi bị Phần Lan hóa, khuôn mặt Biển Đông dần dần thay đổi. Các căn cứ quân sự nổi của Trung Cộng như đá Gạc Ma, đá Subi, đá Gaven, đá Tư Nghĩa, đá Chữ Thập, đá Châu Viên, đá Vành Khăn được Trung Cộng xây trước những quan ngại sâu sắc quen thuộc được lặp đi lặp lại của các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Đa số người dân Việt Nam ủng hộ Ukraine. Mặc dù không có thống kê khách quan, nhìn chung qua các mạng xã hội, đa số người Việt ủng hộ Ukraine. Ngoài tình nhân loại, có máu cùng đỏ, có nước mắt cùng mặn, sự ủng hộ Ukraine còn biểu hiện của niềm cảm thông của những con người cùng hoàn cảnh. Phân tích trên lĩnh vực địa lý chính trị, vị trí Ukraine đối với Nga không khác gì mấy so với vị trí của Việt Nam đối với Trung Cộng. Đại Nga là Đại Hán, Hắc Hải là Biển Đông, Kharkiv là Hà Giang, Belarus là Campuchia, quân Trung Cộng đang đóng ở Sihanoukville. Alexander Lukashenko, Tổng thống Belarus từ năm 1994 cho đến nay, thì chính là Hun Sen, Thủ tướng Campuchia từ năm 1985 cho đến nay. Điểm khác quan trọng nhất và có tính quyết định là Ukraine có một Volodymyr Zelensky anh hùng, trong khi Việt Nam thì lại có một Tô Định thời đại toàn cầu người Việt Nam. Thành phần phò Nga. Thành phần phò Nga trong dân chúng xuất phát từ ba nguyên nhân chính. Thứ nhất là mê muội, thứ nhì quá khứ Liên Xô và thứ ba là tin tưởng Putin. Phò Nga do mê muội. Người viết đã bàn về lý do thứ nhất này nhiều lần. Mê muội là kết quả của chính sách tẩy não. Dưới chế độ Cộng sản, lịch sử một dân tộc không được viết bằng sử liệu mà bằng sử quan. Sử quan tại Việt Nam là sử quan của Đảng Cộng sản và lịch sử được giải thích phù hợp với đường lối chính sách của Đảng Cộng sản trong từng thời kỳ, chứ không phải là những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ thăng trầm, vinh quang và thống khổ của dân tộc. Tuổi trẻ miền Bắc không lớn lên trong tinh thần của những anh hùng Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng, mà bằng những cái vi trùng Pelevoy, người mẹ cầm súng, hay là Maresep, anh hùng phi công. Thật đáng buồn cho đất nước sau gần nửa thế kỷ, vẫn còn một số không ít người sống trong mê muội như thời Liên Xô 1930 vậy. Bài viết này không bàn rộng thêm về thành phần mê muội.
Căn bệnh vẫn sẽ tiếp tục hoành hành do lây từ ông tới cháu, từ cha tới con trong một số người và cần nhiều thế hệ mới hy vọng dứt được. Nếu bệnh nhân dưới 30 tuổi, căn bệnh mê muội hy vọng còn chạy chữa được, nhưng trên cái tuổi đó thì khó và trên 50 tuổi thì lại càng khó khăn hơn nhiều. Không có thuốc trụ sinh chống mưng mủ do vi trùng mê muội gây ra đâu. Bệnh nhân sẽ bị vật lộn trong đau nhức với những đúng và sai, khôn và dại trong đời sống cho đến khi, nếu may mắn, tự thay đổi được theo thời gian. May thay, xã hội thay đổi không phải từ thành phần mê muội mà từ thành phần có khả năng thay đổi. Những người mà nhà kinh tế Vinfredo Pareto gọi là thành phần 20%. Người viết sẽ trở lại với đề tài này để cùng nhau tìm hiểu 20% đó là ai. Quan điểm phò Nga của những người phát xuất từ sự thiếu hiểu biết, căn bản về lịch sử cần được phân tích bởi vì họ thường là những người có ít nhiều ảnh hưởng trong xã hội. Phò Nga do quá khứ Liên Xô. Một số khá đông người Việt trong nước xem Hồng quân Liên Xô như thiên binh thiên tướng. Nguyên soái Stalin và Hồng quân Liên Xô đã giải phóng châu Âu. Bộ phim tuyên truyền nhiều tập nói về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại từ năm 1941 đến năm 1945 vẫn còn in sâu trong tâm trí của nhiều người. Những người này không biết rằng hai ngày trước khi Hitler mở chiến dịch Barbarossa ngày 22 tháng 6 năm 1941 để tấn công Nga, thì Stalin vẫn là đồng minh thân cận của Hitler theo tinh thần của Hiệp ước Molotov-Ribbentrop. Hai nước sẽ không xâm lăng nhau trong vòng 10 năm. Việc hai quốc gia cam kết không xâm lăng nhau là vấn đề xảy ra nhiều lần trong lịch sử bang giao quốc tế. Đó là vấn đề của hai nước liên quan và không cần phải tranh luận. Nhưng Hiệp ước Molotov-Ribbentrop ký ngày 23 tháng 8 năm 1939 còn có một nghị định thư bí mật, trong đó Hitler và Stalin chia nhau lãnh thổ của các quốc gia Ba Lan, Phần Lan, Lithuania, Latvia, Estonia, Romania. Hai tuần sau khi Hitler tấn công Ba Lan từ hướng Tây, ngày 17 tháng 9 năm 1939, Stalin cũng tấn công Ba Lan từ hướng Đông. Dĩ nhiên, Ba Lan không thể chống cùng một lúc cả Đức lẫn Liên Xô. Quân đội Ba Lan bảo vệ biên giới chỉ với quân số 20.000, chống lại đạo quân Liên Xô 600.000. Khi Đức và Liên Xô bắt tay nhau, Ba Lan tan rã, gần nửa triệu quân bị bắt làm tù binh. Từ ngày 5 tháng 3 đến tháng 5 năm 1940, có khoảng 22.000 sĩ quan Ba Lan bị tổ chức mật vụ Liên Xô giết hại tại rừng Katyn. Quyết định giết có sự đồng ý của Stalin và 7 ủy viên Bộ Chính trị. Hậu quả thảm khốc của Hiệp ước Hitler-Stalin không chỉ giới hạn ở Ba Lan. Nguồn cung cấp nguyên liệu thô quy mô lớn từ Liên Xô cho bộ máy quân sự Đức, chẳng hạn như dầu và sắt. Đổi lại, Đức dựa trên một thỏa thuận kinh tế đạt được với Liên Xô vào tháng 2 và gửi nhà máy và thiết bị công nghiệp sang phía đông. Với việc quân Đức tiến vào Paris và sự sụp đổ của nước Pháp vào tháng 6 năm 1940, sự bành trướng của Đức Quốc xã ở Tây Âu đã lên đến đỉnh điểm. Sẽ không thể thực hiện được nếu không có Hiệp ước Hitler-Stalin. Với những sử liệu này, Stalin là tội phạm chiến tranh tại một mức độ trầm trọng tương đương như tội ác của Hitler hay Mussolini của Ý và Tojo của Nhật Bản. Vì vai trò quá lớn của Liên Xô trong các mặt trận miền Đông châu Âu từ tháng 6 năm 1941 đến khi Đức Quốc xã sụp đổ, nên tội ác của nguyên soái Stalin được xem như chuyện đã qua tại các hội nghị quốc tế. Phò Nga do tin tưởng vào một Putin kiêu ngạo. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, một Putin kiêu ngạo cùng lúc ồ ạt đưa trên 100.000 quân tập trung sát biên giới Nga-Ukraine. Putin đưa ra yêu sách 8 điểm, đòi hỏi các chính phủ Mỹ-NATO phải chấp nhận nếu muốn tránh chiến tranh. Chấp nhận không chỉ bằng một vài lời tuyên bố suông thôi mà phải bằng văn bản phù hợp với luật quốc tế. Hai trong số 8 đòi hỏi đó gồm điều 4. Các bên không được phối trí lực lượng quân sự và vũ khí trên lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào khác ở châu Âu, ngoài các lực lượng và vũ khí đã có ở đó trước ngày 27 tháng 5 năm 1997. Và điều 6, NATO cam kết sẽ kiềm chế trước bất kỳ sự mở rộng nào, bao gồm cả việc nhận Ukraine cũng như các quốc gia khác. Một cách chi tiết hơn, khi phải rút lui về vị trí của thời điểm trước năm 1997, cũng có nghĩa là quân đội NATO không được đóng thêm trên lãnh thổ của các quốc gia Ba Lan, Estonia, Lithuania, Latvia và các nước hội viên NATO vùng Balkan như Albania, Bulgaria, Montenegro, v.v. Với những đòi hỏi phi lý này,
Putin muốn tái lập ảnh hưởng của Nga trên một diện tích lãnh thổ có kích thước tương tự như Liên Xô trước khi sụp đổ. Putin hình dung nước Nga năm 2021 trong cùng một vị trí của Liên Xô vào thời điểm năm 1989, nhưng ông ta quên rằng năm 1989, GDP của Liên Xô là 2.600 tỷ đô la, bằng một nửa của Mỹ, 5.200 tỷ đô la. GDP của Liên Xô lớn nhưng tập trung vào lĩnh vực quốc phòng, trong khi hàng hóa thỏa mãn các nhu cầu sống của người dân như xe hơi phải chờ tới 6 năm từ khi đặt hàng, tủ lạnh, một chuyến nghỉ hè, có căn nhà riêng không chung đụng ai. Những điều đó là những ước mơ. Nhưng Liên Xô phá sản không phải vì thiếu bom nguyên tử, thiếu vũ khí, thiếu quân đội, thiếu dầu hỏa, mà vì thiếu tự do. Báo El País, báo lớn nhất tại Tây Ban Nha, cho biết Putin còn kiêu ngạo đến mức soạn sẵn một tối hậu thư dưới dạng bản dự thảo cam kết để Mỹ và NATO tham khảo. Ngày 2 tháng 2 năm 2022, Mỹ và NATO bác bỏ thẳng thừng hai yêu sách chính của Nga. Tuy nhiên, để Putin khỏi mất mặt, trong thư hồi đáp riêng cho Putin, Mỹ hứa sẽ tiếp tục đàm phán việc phối trí hỏa tiễn tại các quốc gia hội viên NATO có cùng biên giới với Nga. Về nguyên tắc, NATO và Mỹ không thể thỏa thuận các đòi hỏi của Putin, bởi vì thỏa mãn, tức là đi ngược lại điều 10 của Hiến chương NATO, trong đó khẳng định các hội viên của NATO nếu hoàn toàn đồng ý có thể mời bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác gia nhập hiệp ước này. Vì đàm phán không còn là một phương án, Putin phải chọn lựa giữa rút quân hay phát động chiến tranh. Rút 175.000 quân về là không đánh mà thua. Putin đánh bạc bằng cách đánh mạnh và đánh nhanh để khi chiếm đóng thì sẽ đàm phán có lợi. Canh bạc của Putin. Gần 6 giờ sáng giờ Moscow ngày 24 tháng 2 năm 2022, Putin tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt tấn công Ukraine từ 3 mũi, Belarus hướng Bắc, Donetsk và Crimea hướng Nam, nhằm mục đích phi quân sự hóa, phi Nazi hóa Ukraine. Hai mục đích giả tưởng này là sản phẩm của bộ máy tuyên truyền Nga. Theo nguồn tin tình báo Mỹ cho tạp chí Newsweek biết, với hỏa lực của Nga, họ lo ngại thủ đô Kiev có thể phải rơi vào tay Nga trong vòng 96 giờ. Tuy nhiên, 96 giờ trôi qua, một tuần trôi qua, một tháng trôi qua, không chỉ Kiev mà các thành phố lớn khác đều dưới quyền kiểm soát của quân chính phủ Ukraine. Các diễn biến của cuộc chiến cho thấy, dù quân số và hỏa lực vượt trội, Putin chẳng những đang thua mà còn thua to. Mặt trận trên không với 5 Nga đánh 1 Ukraine. Nga vẫn chưa làm chủ được không phận Ukraine. Làm chủ bầu trời là một trong những chiến lược tối quan trọng đã được các lãnh đạo quân sự nhấn mạnh nhiều lần trong lịch sử chiến tranh từ Thế chiến thứ nhất cho tới nay. Bộ Quốc phòng Nga dĩ nhiên củng cố vô hiệu hóa không quân của Ukraine. Tuy nhiên, muốn làm một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Nga không làm được như Do Thái dù chỉ đánh một nước nhỏ, dù Belarus cho mượn đường, dù đã chuẩn bị từ nhiều tháng và dù đánh trước. Hôm 24 tháng 3, NATO ước lượng Nga tổn thất có thể tới khoảng 15.000 quân. Số quân Nga bị giết trong một tháng xâm lăng Ukraine bằng tổng số quân Liên Xô tổn thất 10 năm tại Afghanistan. Cuộc chiến tranh xâm lược của Putin vào Ukraine sẽ chấm dứt sớm hay muộn, và dù kết quả ra sao, Putin vẫn là người thua đậm nhất trong cuộc chiến tranh xâm lược do ông ta chủ mưu. Canh bạc mà Putin đang đánh không phải là mới. Từ cổ chí kim, các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa đã được nhiều nhà chính trị và quân sự khai thác. Hitler đã dùng hai lần trước Thế chiến thứ hai. Putin học lại của Hitler, nhưng trò không hơn được thầy. Đồng minh duy nhất của Putin là Tập Cận Bình cũng không quá mặn mà và không công khai ủng hộ Putin. Trong chính trị học, phù thịnh chứ không ai phù suy cả. Tập Cận Bình không muốn chiến tranh xảy ra trong giai đoạn này không phải vì lòng yêu chuộng hòa bình mà vì mục đích ngắn hạn cũng như dài hạn của ông ta chưa hoàn tất. Tập Cận Bình không dạy gì phải hy sinh những mục tiêu quan trọng của Trung Quốc vì một người bạn đường vài cây số như Putin. Trong mắt họ Tập, thế giới không còn là ba trục Liên Xô, Mỹ, Trung Cộng như trong thời kỳ chiến tranh lạnh trước. Nước Nga của thời Liên Xô chỉ còn trong sách vở. Putin là một nhà độc tài cơ hội nhưng không tự lượng sức mình. Một số quan điểm binh vực Nga cho rằng việc mở rộng về hướng Đông Âu của NATO đã đẩy Nga vào cái thế phải phản công. Những người theo quan điểm này hoặc là chỉ nói theo hoặc là không theo dõi sát chính sách đối ngoại của Nga từ khi Putin lên nắm quyền và khai triển chủ thuyết Primakov, gọi theo tên của cựu giám đốc KGB, cựu ngoại trưởng và cựu thủ tướng Nga
Yevgeny Primakov. Nội dung căn bản của chủ thuyết Primakov là Nga thay vì phát triển hòa đồng với Tây Phương sẽ liên minh với Trung Quốc, Ấn Độ thành một tam giác chiến lược đương đầu với Mỹ. Quan điểm đối đầu với Mỹ đã có trong đầu óc của giới lãnh đạo Nga trước thời kỳ NATO mở rộng sang Đông Âu và Baltic. Những ai phò Nga tại Việt Nam, thay vì hãy mở to mắt để nhìn ra Biển Đông, nhìn sang Campuchia, nhìn lên Hà Giang, nhìn sang Lào. Lào công nhận chủ quyền của Trung Cộng trên Biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa đó, để thấy một Việt Nam đáng thương đang co ro trong cái rọ của Trung Cộng. Các nhà làm chính sách Mỹ dù dưới tổng thống nào cũng đều nghĩ đến mục tiêu cô lập Trung Cộng, nhưng cô lập tại một giới hạn nào tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố thời gian. Tại thời điểm 2022 này, Việt Nam vẫn còn giữ một vị trí chiến lược ở vùng Đông Nam Á và Biển Đông, nhưng tại một thời điểm khác trong tương lai, vị trí đó có thể không còn nữa. Một khi chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở rộng, Việt Nam có thể được xem là đã nằm trong không gian sinh tồn của Trung Cộng rồi. Khi đó, các vị trí chiến lược mà thế giới tự do cần phải bảo vệ là Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia hay xa hơn, chứ không phải là Việt Nam nữa. Những người theo trường phái phò Nga xin đừng khóc cho Putin, cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan Nga, mà hãy dành nước mắt đó để khóc cho Việt Nam đi. Vừa rồi là bài chính luận của tác giả Trần Trung Đạo. Anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau. Từ lực Bookstore và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Hôm nay là thứ năm 7 tháng 4 năm 2022, kính mời quý vị theo dõi một câu chuyện trong ngày với chủ đề là vụ thảm sát tại Bucha trong mắt giới truyền thông quốc tế. Thưa quý vị, cho tới sáng ngày hôm nay thì rõ ràng cuộc xâm lăng của quân Nga tới Ukraine đã thay đổi rất nhiều cách nhìn của thế giới đối với nước Nga của Vladimir Putin và thay đổi cách nhìn của giới truyền thông quốc tế đối với cuộc chiến xâm lăng của Nga tại Ukraine. Trước đây đó, phải nói rằng rất nhiều các nhà báo khi đi tường trình tin tức chiến sự tại những mặt trận Trung Đông, tại những mặt trận Phi Châu, tại những cái vụ khủng bố ở trên các nước trên thế giới đó, thì có nhiều trường hợp họ chỉ đứng từ xa, dùng máy chụp hình, dùng máy quay phim quay được những cái hình ảnh nhà cháy, người chạy loạn hoặc thậm chí là người chết ở một cái khoảng cách xa, chứ không có cận cảnh như những gì mà giới truyền thông được chứng kiến trong mấy ngày vừa qua tại thị trấn Bucha nằm ở ngoại ô của thủ đô Kiev ở bên Ukraine. Bây giờ đó thì thưa quý vị, quân đội của Ukraine đã giành lại được quyền kiểm soát cái thị trấn Bucha và họ đã ghi nhận được không biết bao nhiêu hình ảnh cái sự dã man của quân đội Nga khi mà tàn sát thường dân tại thị trấn này. Có rất nhiều xác chết đã bị trói, bị tra tấn, bị đốt tại Bucha. Điển hình là phóng viên Deborah Batta của đài CBS News. Cô Deborah Batta là người đã từng đưa các tin tức về các cuộc chiến tại châu Phi, tại Trung Đông, đưa tin tức về những hậu quả của các cuộc tấn công khủng bố ở bên châu Âu. Cô nói là cô cũng đã từng chứng kiến bạo lực và chứng kiến cái chết cận cảnh ngay trước mắt của mình. Nhưng cô nhấn mạnh, những hành động tàn bạo mà cô thấy tại Bucha, Ukraine, nổi bật và khiến cô bị choáng ngợp. Hôm vừa rồi trên cái đài truyền CBS News, trong chương trình CBS News Mornings, Deborah Batta sau khi mô tả những gì cô đã thấy và các nhà báo đồng nghiệp của cô đã chứng kiến tại Bucha, cô nói, cô kinh sợ vì nhìn thấy cảnh tàn sát tại thị trấn này. Giáo sư truyền thông tại Đại học Maryland là bà Rebecca Adams, chuyên giảng dạy về chiến tranh và nghiên cứu về các phương tiện truyền thông. Giáo sư Rebecca nói rằng, điều quan trọng là phải có các nhà báo có mặt ngay tại chỗ để thu vào ống kính những gì đang diễn ra tại Bucha. Bà nói rằng cần phải mang theo nhân chứng, đó là những nhà báo. Điều đó rất quan trọng, đặc biệt là trong những hoàn cảnh mà cái cuộc tàn sát nó kinh khủng đến như thế. Bà nhấn mạnh rằng những bức ảnh sẽ là tất cả những gì
để làm minh chứng cho một cái giai đoạn lịch sử và cho cái tội ác của con người đối với con người. Các bức ảnh và video quay tại Butcha cho thấy các túi thi thể chất đống trong các con rạch. Chân tay người chết nhô ra từ những ngôi mộ được đào vội vàng và các xác chết rải rác trên nhiều đường phố. Các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Butcha và họ đã đến tận cái ngôi mộ chôn tập thể quay phỏng vấn những nhân chứng còn sống lại, tức là những người dân trong cái làng chung quanh cái khu mộ tập thể này. Các nhà báo còn phỏng vấn người dân Butcha tại những căn hầm họ đang ẩn náu để họ nghe những người dân tại đây kể về câu chuyện các hành vi man rợ của quân xâm lược Nga đã đối với thị trấn Butcha. Các đài truyền hình, các phóng viên cảnh báo người xem rằng khán giả sắp nhìn thấy những hình ảnh kinh sợ trước khi mà các phóng viên truyền hình ra hiệu cho máy quay phim được chiếu cái cảnh mà những túi đựng xác người được đẩy ra tập trung tại một khu vực rồi sau đó được đưa lên xe vận tải đem đi chôn. Phóng viên Frederick Blagan của đài CNN đã có mặt và tường trình liên tục trong thời gian vừa qua tại Ukraine. Ông Frederick nói rằng ông đã phải xin lỗi vì cho khán giả xem những hình ảnh kinh sợ này. Trong khi đó, thì người dẫn chương trình Nightly News của đài NBC là nhà báo nổi tiếng Lester Holt cho biết là trong thời gian mà bắt đầu chiếu những cái đoạn phim về Butcha đó, thì Lester Holt đã phải cảnh báo rằng mặc dù chúng ta có thể muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng ngày càng khó khăn nhắm mắt theo dõi những gì đang xảy ra tại Butcha. Chúng ta phải chứng kiến cảnh đó. Nhà sản xuất tin tức truyền hình kỳ cựu Rich Kaplan thì nói rằng từ những gì ông thấy tại Butcha, các nhà báo đã cẩn thận khi tường trình những gì mà họ chứng kiến mà không quá bị mang một cái tâm trạng xúc động. Nhà báo Rich Kaplan là cựu chủ tịch của đài CNN và đài MSNBC cho biết là mỗi ngày chúng ta có những hình ảnh này, những hình ảnh man rợ đó, nó đã mang chiến tranh vào tận trong phòng khách của chúng ta. Và điều này làm cho chúng ta kinh hoàng. Đặc biệt, những hình ảnh ghê rợn từ Butcha đã thống trị các bản tin trên khắp thế giới. Chúng tôi đưa một cái thí dụ. Đài BBC Ban Anh ngữ đã chạy một hàng tựa rất lớn về vụ thảm sát tại Butcha và nhấn mạnh rằng vụ thảm sát này đã làm thay đổi thế giới. Đài truyền hình Ý không đưa ra lời cảnh báo nào trước khi chiếu các thi thể bị trói tay, nửa người bị chôn vùi trong hố cát. Nhà báo Stefania Battistini nói, thật là không may. Những gì mà khán giả nhìn thấy ở đây là những dấu hiệu của sự tra tấn. Tất cả nạn nhân đều mặc quần áo dân sự. Kể lại một câu chuyện trên chương trình tin tức buổi tối được xem nhiều nhất tại Ba Lan. Người dẫn chương trình là nhà báo Kaida Novik cho biết, nhiệm vụ của chúng tôi là phải cảnh báo quý khán giả, nhưng cũng phải cho quý khán giả thấy những gì mà quân Nga đã làm tại ở Butcha và một số nơi khác tại Ukraine. Người ta thấy cái gì, thưa quý vị? Đây là một cái ngôi mộ của một gia đình sống tại Butcha và họ đã chôn người thân của họ phía sau cái khu vườn của họ. Chôn một cách rất sơ sài, chỉ có một cái khúc cây đóng cọc xuống trên đầu ngôi mộ và tên tuổi của người đã bị quân Nga giết. Hình ảnh cho thấy một thi thể cháy đen đang giơ hai tay van xin, khuôn mặt nhăn nhó trong một tiếng hét kinh hoàng. Hình ảnh cho thấy hộp sọ của một người khác có một lỗ đạn bị bắn ở thái dương từ bên trái qua bên phải. Hình ảnh cho thấy bàn chân nhỏ bị thâm đen của một đứa trẻ có thể được nhìn thấy trong mớ thi thể cháy đen chồng chất lên nhau ở Butcha. Và hình ảnh cho thấy 6 xác chết bị đốt cháy và cháy đen chỉ là cảnh tượng khủng khiếp mới nhất xuất hiện tại Butcha, trong khi các nhà lãnh đạo trên thế giới đã đưa ra một lời phán quyết là Nga phải chịu trách nhiệm về tội ác này của Nga tại Ukraine. Thưa các khán giả, không rõ những người nạn nhân xấu số này là ai và họ đã bị quân Nga giết trong cái hoàn cảnh nào.
các nhà báo của hãng thông tấn AP, tức là Associated Press, thì nhìn thấy đống thi thể ngay gần một phố dân cư. Trong một ngôi nhà gần đó, thi thể vặn vẹo và đầy máu của một nam thanh niên bị bắn chết nằm ở lối ra vào tầng hầm. Và ít nhất 4 thi thể khác nằm rải rác trên đường phố. Một người bị khoét mắt, có vẻ như là bị trúng một viên đạn. Bộ trưởng Nội vụ của Ukraine nói tại hiện trường khi mà ông đến thị sát cái khu vực mà xảy ra cái vụ thảm sát. Ông nói là thật kinh khủng và Vladimir Putin phải xuống địa ngục. Cảnh sát trưởng vùng Kiev cho biết một trong những thi thể cháy đen là của một đứa trẻ. Phóng viên của hãng thông tấn AP đã nhìn thấy hàng chục xác chết chung quanh Bucha, nơi các lực lượng Nga rút lui trong tuần qua. Những hình ảnh, trong đó có một số bị trói tay, đã khiến cả thế giới rùng mình, kinh sợ. Nhiều nạn nhân dường như đã bị bắn ở khoảng cách rất gần. Một số người bị bắn vào đầu, và ít nhất có 2 người thi thể của họ đã bị trói quặt tay ra phía sau. Hình ảnh vệ tinh Masax Technology chụp được cho thấy nhiều thi thể đã nằm ngoài trời trong nhiều tuần lễ trong thời gian mà quân xâm lược Nga chiếm đóng thị trấn Bucha. Nhà báo Andrea Mitchell bị bấn loạn tinh thần khi xem các hình ảnh tại Bucha. Cô nói, thật kinh khủng, cô không nghĩ rằng thế giới đã chứng kiến bất kỳ một điều gì giống như đã xảy ra tại Bucha. Một số hình ảnh đã được tổng hợp trong một video ngắn do Ukraine thực hiện để chiếu minh họa với bài phát biểu của Tổng thống Zelensky khi ông nói trước Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba vừa qua. Với một cái nền nhạc rất buồn bã và với tiếng khóc của trẻ em, đoạn video này cho thấy cận cảnh các xác chết và các bộ phận cơ thể. Câu hỏi được đặt ra, Vladimir Putin đã nói gì với dân Nga về cái vụ thảm sát tại Bucha? Thưa quý vị, một cái điều thật bất hạnh, các hãng truyền thông đều cho biết dân chúng nước Nga chỉ được biết những cái chuyện xảy ra tại Ukraine qua những cái hệ thống truyền hình của nhà nước Nga mà thôi. Hiện nay thì Putin đã ký một cái sắc lệnh hành pháp là tất cả những phương tiện truyền thông nào đưa những cái tin mà Vladimir Putin và bộ máy của Putin đó tự kết luận rằng cái tin đó là fake news, là tin giả, thì người đưa tin có thể bị lãnh án lên tới 15 năm tù. Đó là lý do tại sao mà tất cả những cái hệ thống truyền thông hiện nay bên Nga đã tìm cách ngăn chặn, đã tìm cách kiểm soát những cái tin tức mà phản ánh cái sự thật tàn bạo tại Ukraine. Ở Nga, đài truyền hình do nhà nước kiểm soát tuyên bố rằng Ukraine mới là thủ phạm của cái vụ tàn sát tại Bucha. Và Ukraine đã đưa ra một cái trò lừa bịp thế giới khi mà đưa ra những hình ảnh như thế. Thì thưa quý vị, đây là cái cuộc nghiên cứu của một công ty thu thập và lưu lại cái nội dung của Internet. Công ty này có tên là Internet Archive. Họ nói rằng truyền hình của Nga đã cho chiếu hình ảnh các xác chết ở Bucha, nhưng mà một số những hình ảnh đó lấy của phóng viên đài CNN. Và trước khi chiếu, thì những người kỹ thuật viên của đài truyền hình Nga đã viết lên những dòng chữ mà hoàn toàn sai sự thật về những gì diễn ra tại Bucha. Cái hành vi này của đài truyền hình Nga dĩ nhiên là do sự chỉ đạo của Vladimir Putin, nói theo ngôn ngữ của người Việt Nam mình nữa. Đó là một hành động lấy thùng úp voi, lấy vải thưa che mắt thánh, không thể che giấu được sự thật. Tuyên truyền của Nga đã khiến cho nhiều tổ chức thông tấn quốc tế đã phải lên tiếng bác bỏ những hành vi trí trá đó của giới lãnh đạo và của truyền thông Nga. Các cơ quan truyền thông quốc tế đã sử dụng hình ảnh vệ tinh để chứng minh cho thấy nhiều xác chết đã được ghi lại bằng hình ảnh tại những địa điểm mà quân Nga chiếm đóng ở thị trấn Bucha. Nếu quý khán giả lên trên cái trang web Ban Anh ngữ của đài BBC đó, thì quý vị có thể thấy được rằng các chuyên gia về Internet và về hình ảnh vệ tinh đó, họ đã chứng minh chụp được những cái chỗ nào, những ngôi mộ nào, những thành phố nào và những thị trấn nào mà đã xảy ra những vụ tàn sát của quân Nga và đặc biệt là tại khu vực Bucha.
Năm 2016, khi một bức ảnh được lan truyền về một cậu bé 5 tuổi ngồi đờ đẫn và người bê bết máu sau khi được cứu khỏi một vụ đánh bom ở thành phố Aleppo ở bên Syria, thì đài National Public Radio đã đặt ra một câu hỏi như thế này. Liệu một bức ảnh có thể giúp chấm dứt chiến tranh được hay không? Tất cả những bức ảnh mà chúng ta có được hiện nay do các phóng viên của các đài truyền thông quốc tế can đảm chấp nhận đối diện với cái chết để thu lại sự tàn ác của quân Nga tại Ukraine đã dẫn tới cái hậu quả sáng ngày hôm nay cho quân xâm lược Nga và cho riêng Vladimir Putin. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu và đình chỉ cái tư cách hội viên của Liên bang Nga tại Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Và tin mới nhất cho biết là Thượng và Hạ viện của Hoa Kỳ cũng đã bỏ phiếu để mà chấm dứt cái quy chế thương mại đặc biệt, tức là tối huệ quốc cho Nga. Chắc chắn những ngày sắp tới, Vladimir Putin và quân xâm lược Nga sẽ còn chịu nhiều hậu quả hơn nữa. Thưa quý vị, trong lúc mà quân Nga một mặt thì giết người dân Ukraine dã man như vậy, nhưng mà mặt khác, tin của báo chí bên Ba Lan cho biết rằng ít nhất là có một cái phòng gọi là bưu điện ở bên Belarus đấy, có 16 lính Nga đã đến đó và gửi về những kiện hàng khổng lồ gửi về quê nhà của họ bên Nga. Điều đó cho thấy rằng quân Nga một mặt thì chém giết, một mặt khác là đi cướp bóc hôi của người dân Ukraine rồi sau đó đem qua bên kia biên giới. Belarus là quốc gia cùng biên giới với Ukraine đó, để tới các văn phòng bưu điện nhờ gửi về cho nước Nga. Kết thúc một câu chuyện trong ngày hôm nay, chúng tôi xin thưa với quý khán giả rằng Việt Nam là một dân tộc, chúng ta là nạn nhân một cuộc chiến tranh của giới truyền thông ngày xưa. Thí dụ, Tết Mậu Thân chẳng hạn, khi Cộng sản miền Bắc giết chết và chôn sống gần 5.000 đồng bào chúng ta tại Huế, chúng tôi được biết qua sách báo, chúng tôi được biết qua những dịp gặp gỡ những nhà báo mà có mặt tại chỗ trong cái vụ Mậu Thân, nhà báo Việt Nam. Họ nói rằng khi mà các đoàn báo chí Tây Phương đến thì nhà báo Việt Nam bảo sao quý vị không quay cái cảnh mà những cái mồ chôn tập thể này đi. Thì những nhà báo Mỹ có, Anh có, Pháp có, họ đều nói rằng nhiệm vụ của họ không phải là đi làm cái loa tuyên truyền cho Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì lúc đó cái phong trào phản chiến trên thế giới rất là mạnh và các nhà báo Mỹ, Tây Phương bị ảnh hưởng bởi phong trào phản chiến cho nên có khuynh hướng tả và họ không muốn nói cái điều gì mà họ cho rằng có lợi cho phía ở Việt Nam Cộng Hòa. Một anh bạn của chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang, hiện nay đang làm việc tại Na Uy. Anh là một người có uy tín trong cộng đồng người Việt Nam và đặc biệt đối với người bản xứ Na Uy nữa. Anh qua bên này thăm chúng tôi và anh cho chúng tôi xem một cái cuốn sách do Bộ Giáo dục Na Uy phát hành. Trong đó, cái hình mà người phụ nữ ở Huế ngồi than khóc bên cạnh xác của một người thân, thì Bộ Giáo dục Na Uy đã dùng cái tấm hình đó để bảo rằng đó là cái vụ mà quân đội Mỹ đã bắn chết hơn 500 thường dân Việt Nam tại Mỹ Lai. Chúng ta biết vụ án Mỹ Lai thì nổi tiếng lắm do Trung úy William Kelly là thủ phạm của cái chuyện đó. Thì anh bạn tôi là anh bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang, anh đã viết bài, anh phản đối chuyện đó, anh nêu vấn đề lên trước dư luận. Sau đó Bộ Giáo dục của Na Uy buộc lòng là trong cái ấn bản của năm kế tiếp phải thay cái hình đó để xác nhận rằng đó là cái hình đồng bào Việt Nam chúng ta bị Cộng sản miền Bắc giết trong cái trận Mậu Thân, chứ không phải là một người thường dân bị cái cánh quân của William Kelly giết trong cái vụ Mỹ Lai. Họ tức là cái giới truyền thông thời đó đó, họ chỉ có muốn quay cái cảnh mà lính Mỹ chết, lính Úc rồi lính Canada, lính Tân Tây Lan vân vân tham chiến tại Việt Nam bị thương tật, bị chết ra sao mà thôi, vì họ là những người phản chiến. Những người nào mà sống tại Na Uy biết là có một cái thành phố tên là Bergen, thành phố đó mãi tới năm 1985 mà một số trí thức của thành phố gồm có nhà báo, gồm có quốc gia, gồm người viết nhạc vân vân mà vẫn còn ca ngợi Pol Pot, Ieng Sary là cái kẻ tội đồ trong cái việc mà giết chết một nửa dân số của dân tộc Khmer. Họ ca ngợi Hồ Chí Minh, họ ca ngợi Fidel Castro, họ ca ngợi Mao Trạch Đông.
Cho nên không ngạc nhiên, cái thời trước á, giới truyền thông Tây Phương theo cánh tả, theo phong trào phản chiến, cho nên họ đã không có tường thuật đúng sự thật về những cái gì xảy ra trên thế giới. Lần này thì khác, cuộc chiến mà quân xâm lược Nga đánh vào Ukraine đã làm bật dậy cái lương tâm của những nhà báo. Và họ thấy rằng họ cần phải nói lên sự thật, họ cần phải quay đúng sự thật, và họ nói tất cả những gì là sự thật đang diễn ra tại Ukraine nói chung và mấy ngày vừa qua tại thành phố Bucha nói riêng. Chúng ta chỉ hy vọng rằng những người làm truyền thông, đặc biệt là giới truyền thông Tây Phương đó, khi mà họ có cơ hội rất là tốt và những cái phương tiện dồi dào để họ có thể đi tường trình khắp nơi trên thế giới đó, họ hãy nhìn vấn đề một cách trung thực và đừng có một cái nhìn thiên kiến như họ đã từng nhìn trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong mục Điểm tin sáng ngày mai. Chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Cái đầu đó ở đâu đấy? Ôi ông vui đấy. Thật xấu quá mà đập vào cái đâu đó. Chứ đập vào đầu. Đập vào đầu. Cái đó. Mãi. Chạy rồi. Mãi chung quá. Đấy. Nhát đòn chí mạng đấy. Nhát nữa. Úi trời. Đấy. Lúc này giỏi thật. Thôi rồi, đi thôi. Thôi. Cứ đập vào đầu nó còn đâu cái. Nói lại thôi. Cái mõm vào đây, buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây, lấy dao. Chọc. Sao cụ thế? Đấy, được rồi. Rò vào, chúng ta. Rò, tôi lấy cái nó đâu. Sao cụ thì sao? Nhưng ra. Đấy. Bắt đầu chặt đi, ông chặt đi, xong nó lấy nó chảy ra. Đây là cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Ừ, kéo đánh cái cành rồi. Nằm nòng thôi, hứng nữa vào không ấy nữa ra ngoài, có tí tiết ra ngoài hết, cho dao vào lách nó ra dốc. Đấy, nhiều chốc cái ra đấy, giờ bắt đầu nó còn thở. Nó còn thở. Nó còn thở. No,
No.